Đây là buổi sớm mai ở thành phố Lai Châu các bạn ơi. Thì cái hành trình xuyên Việt là Tây Bắc của mình là hôm nay là ngày thứ sáu, thì mình có mặt tại Lai Châu. Thì đêm hôm là mình nghỉ là tại Lai Châu nha các bạn. Thì sớm sớm mai mình thức dậy thì thấy cái quang cảnh nó, thành phố Lai Châu này bây giờ sương mù nó bao phủ hết rồi, sương mù nó xuống các bạn. Bây giờ thì tầm mới có khoảng 6 giờ sáng thôi thì mình thấy sương mù nó dày đặc, nó không thấy gì, xa xa là không thấy. Thì trước chỗ mình ở thì nó có cái hồ và nó có một cái nhà để cái cù lao ở giữa hồ các bạn, để mình xuống mình đi vòng vòng tham quan chơi, nó có cái cầu đi qua. Đó, bên mé bên trái mình các bạn, nó có cái cầu đi qua đi vòng vòng đó, có cái nó làm một như cái quả đồi nhỏ trồng hoa. Thì bên đây thì nó có cái đài, cái cầu đi ra để chụp hình mà có cái nước nó chảy qua cái đập tràn đó các bạn, giống như đập thủy điện đó. Thì cái là thành phố Lai Châu này mình thấy nó rộng lớn nhưng mà nhà nó cũng còn thưa thớt các bạn, đất trống thấy còn rất nhiều. Các bạn thấy hoàn cảnh đất trống nó còn rất nhiều, đường thì mở rộng. Ở đây thì nó cũng có cái mấy cái điểm du lịch như rừng thông này. Nói chung là Tây Bắc thì ở Lai Châu này nó không có cái ruộng bậc thang đẹp. Muốn ngắm cái ruộng bậc thang đẹp thì sẽ qua Yên Bái hoặc là Y Tý, Hà Giang, Hoàng Su Phì. Mấy cái điểm đó thì ruộng bậc thang nó đẹp. Thì cái chuyến đi của mình hôm nay là đi là Sài Gòn Tây Đông Bắc luôn các bạn, đi giáp một cái vòng luôn. Ghé Y Tý, Hà Giang, Hoàng Su Phì, Sapa, Lào Cai, rồi đi qua Hà Giang, rồi đi qua bên Cao Bằng, thác Bản Dốc, nó vòng qua Lạng Sơn, vòng về Hà Nội rồi về Sài Gòn các bạn. Hành trình mình đi dự định là khoảng 20 ngày, đi bằng xe bán tải Ford Raptor các bạn, thành ra cái di chuyển nó cũng lẹ. Tức là mình di chuyển bằng xe ô tô thì mưa gió thì mình cũng đi được. Còn như mình đi xe máy thì mưa gió mà nó mưa suốt thì mình chạy không nổi. Còn đi ô tô thì mình đi thì xe mình ba tài xế, đi ba người là ba tài xế luôn các bạn. Thì xe thứ nhì mình đi ba xe thì cũng ba người nhưng mà chỉ có hai tài thôi. Còn cái xe thứ ba thì đi hai vợ chồng đó thì cũng hai tài luôn. Thành ra cái vấn đề mà khi mà mình di chuyển đó, nó cũng khỏe, nó không có mệt, coi như là thay phiên nhau chạy các bạn. Thì các bạn nào ủng hộ mình có theo dõi cái hành trình của mình thì sẽ đỡ, tiếp tục là mình bây giờ là chuẩn bị là ăn sáng cà phê xong rồi di chuyển qua bên Yên Bái, tức là mình vòng xuống Yên Bái các bạn, xong rồi mình vòng ngược lên Lào Cai, Sapa. Thì do cái mùa dịch này nè các bạn, cái mùa Covid này nè, thì khách du lịch là nội địa không à, và không có khách quốc tế. Do đó là cái chuỗi khách sạn là đi tới đâu thì cũng giảm giá được 40%, tức là 1 triệu sẽ còn là 600. Thì hôm nay mình nghỉ ở Lai Châu là mình ở khách sạn 5 sao Hoàng Nhan Luxury các bạn. Thì do cái giảm giá thì mình ở nó rẻ thì mình ở cho nó sướng, chứ đa số thì mình đi mình ở khoảng chừng 3 sao 4 sao
trung bình là mình ở 3 sao được rồi các bạn, hoặc là các khách sạn sạch sẽ là được rồi, bởi vì mình chỉ nghỉ lại có một đêm thôi. Qua ngày hôm sau là mình đi khám phá rồi di chuyển tới cái địa điểm khác rồi, thành ra không cần thiết phải ở 4 sao hoặc 5 sao gì hết, chỉ có khách sạn là hệ thống khách sạn thì sạch sẽ là mình nghỉ thoải mái là được rồi. Nhưng mà do cái giá phòng nó giảm giá đó, nghỉ ở đây cho nó, với lại một phần cảm nhận là khách sạn 5 sao thì đương nhiên nó phải khác với cái 4 sao 3 sao rồi. Nhưng mà thực tế thì cũng ngủ một đêm rồi tới sáng là di chuyển tiếp. Thì buổi sáng hôm nay thì ở đây rảnh rỗi rồi mình thấy sương mù quá thì chưa có đi. Mình làm cái clip mà gửi đến các bạn cái hành trình xuyên Việt của mình. Mình đi tới đâu, mình review tới đó rồi mình sẽ up lên cho các bạn xem. Đây là thôi mình nghỉ đây nè các bạn. Thì phòng 2 người. Đoàn mình đi 8 người thì muốn 4 phòng các bạn. Thì đồ đạc mình bây giờ là cũng đang chuẩn bị xong rồi. Đây là có cái máy quay phim nè. Này là lấy đồ thiết bị sạc. Sạc pin đó các bạn. Thì trên xe thì cũng có USB để mình sạc pin. Rồi không lo gì hết pin nha các bạn. Thì các bạn thấy năm sau thì nó khang trang hơn nó, nhưng mà cái hệ thống khách sạn bây giờ nó cũng có cái dạng có một kiểu các bạn. Thì mình bước vô thì nó sẽ có phòng tắm, phòng vệ sinh, rồi tủ lạnh rồi các kiểu. Nhưng mà năm sau thì các bạn thấy cái phòng tắm của nó là nó làm không gian mở, tức là mình có thể thấy bính kính trong suốt luôn các bạn. Tắm thì nhìn thấy trong suốt luôn. Nhưng mà nó có miếng rèm nó che lại. Nếu mà đi 2 người thì các bạn có thể là không che rèm cũng được. Thì đây sáng mình có nấu nước pha trà uống nè. Thì đây nó có cái 2 cái bộ đồ ngủ nè, nhưng mà mình không có sử dụng các bạn. Có thành viên của mình là mới vừa thức dậy thôi, còn đang ở trong phòng nói chuyện sùm trong đó. Thì khách sạn cao cấp thì đa số là Nomukin, khi hút thuốc thì ra đây hút, bạn nào có hút thuốc thì ra cái phòng riêng này hút các bạn. Đây là cũng nhìn xuống cái thành phố Lê Châu thì mây nó xà xà với chân núi các bạn, mây trắng xóa luôn. Thì nhà thì thấy nó cũng còn thưa thớt, nó không có đông đúc như ở Sài Gòn hay là ở khu vực phía Nam. Đây là miền núi. Các bạn thấy là cái thành phố, đây là trung tâm thành phố luôn các bạn. Các bạn thấy mây gì nó đang bay lên núi, bay xà xà trên núi nè. Tới đây clip này mình xin tạm dừng để chuẩn bị cái hành trình tiếp theo nha các bạn. Các bạn ủng hộ theo dõi cái hành trình xuyên Việt của mình. Chào tất cả các bạn.